Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây đã triển khai 2 máy bay giám sát và cảnh báo sớm đến Litva nhằm theo dõi các hoạt động gần biên giới với Nga. Động thái này đóng vai trò quan trọng cho hoạt động an ninh chung của liên minh này. Văn phòng báo chí của NATO cho biết tổ chức này đang triển khai các máy bay giám sát và cảnh báo trên không AWACS tới vùng Siolii, Litva. Chiếc đầu tiên trong số 2 máy bay đã đi vào hoạt động ngày 28 tháng 9 và sẽ thực hiện các nhiệm vụ giám sát hoạt động quân sự gần biên giới với Nga và Litva. Dự kiến nhiệm vụ của các máy bay trinh sát AWACS trên lãnh thổ Litva kéo dài vài tuần. Máy bay này thuộc phi đội gồm 14 máy bay giám sát của NATO, có trụ sở tại Geilenkirchen, Đức. Ngoài ra, khoảng 150 quân nhân sẽ được triển khai tới Siolii để hỗ trợ máy bay. Máy bay AWACS được trang bị hệ thống radar tiên tiến, có khả năng kiểm soát các khu vực rộng lớn, giám sát các điều kiện trên không và mặt đất ở khoảng cách khoảng 300-400 km. Phát ngôn viên của NATO Dylan White cho biết, AWACS có thể phát hiện máy bay và tên lửa cách xa hàng trăm km, khiến chúng trở thành khí tài quan trọng của NATO. Đồng thời, ông White cũng nhấn mạnh, NATO sẽ tập trung vào vấn đề an ninh tại khu vực biển Baltic. Theo giới quan sát, việc NATO đưa những thiết bị này tới Litva được xem là mối đe dọa với Nga vì ngoài chức năng giám sát và cảnh báo, chúng còn có khả năng dẫn đường cho tên lửa. Thời gian qua, NATO đã tăng cường sự hiện diện trên không tại khu vực phía đông của Liên minh bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay giám sát. Trước đó, Hoa Kỳ đã triển khai thêm 4 máy bay chiến đấu F-16 tới Romania để tăng cường sứ mệnh kiểm soát trên không của khối.